vợ sống được lâu. Sợ vợ ta mới ngầu, nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai. Vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành tinh. Sợ vợ có gì sai, có sai. Mà sai vợ là ăn đòn hay nha. Sợ vợ có gì sai, có sai. Mà sai vợ là u đầu. Ui da. Em ơi đừng có la, anh lon ton chạy quét nhà. Anh đang rửa chén nè, em uống gì anh pha. Em ơi đừng khó khăn, anh luôn luôn cố gắng mà. Anh là ô sin cao cấp, em mệt về nhà anh lo. Sợ vợ có gì sai, có sai. Mà sai vợ là ăn đòn hay da. Sợ vợ có gì sai, có sai. Mà sai vợ là u đầu. Ê anh em mày râu ơi, sợ vợ sống được lâu. Sợ vợ ta mới ngầu, nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai. Vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành tinh. Anh Kiệt, bác Lê là bác nói là cái thủ tục mà giao con là xong rồi đấy chưa? Em muốn là hai đứa mình lên trên phường mình làm giấy khai sinh cho con nghe. Nếu em muốn anh sẽ chịu. Anh Kiệt, em muốn đặt tên cho con. Nếu em muốn anh sẽ chịu. Anh, em là người Huế cho nên là em muốn đặt cho con tên là Lê Huế. Có hay không anh? Nếu em muốn anh sẽ không chịu. Cái chứ được. Không được em ơi. Rắn. Anh là thương em lắm mà tên không được. Tự nhiên đặt tên con Lê Quế nghe kỳ vậy em. Trời ơi nghe như Lê Quê vậy đó. Em nghĩ đi, bây giờ con mình á, thấy không, em đặt tên Quế rồi em á, cái người miền Trung em á, em kêu là Huệ, Huệ, Huệ. Đúng rồi. Tự nhiên thành con mình tên Huệ, thằng Quế thành Huệ, anh tên Kiệt, con tên Huệ, hai cha con gồm là Kiệt Huệ hả? Chết luôn á, có giỡn đâu. Rắn mà không nghĩ một cái tên nào đó nó hay hơn chút đi. Bây giờ anh có cái tên mố mà hay không là đặt cho con đi nè. Bây giờ hả? À, được rồi. Bây giờ anh nghĩ là mình đặt cho con cái tên là Phúc Lộc được không? Không được. Tên quá đẹp không gì nó không được. Thì đẹp có đẹp nhưng mà ăn mà chung tên với con của anh Tài thì anh Tài là Phục Tài, bây giờ đặt con là Phục Lộc là chung tên rồi. Chung tên gì thì con ổng với con ai mà chung tên đâu mà. Không được. Thì em có tên nào khác em đặt đi chứ anh đặt em nó không được hoài. Thì thật ra em là cùng thịt con trai tên là Khánh. Thích thằng nào tên Khánh? Không phải, ý là con trai tên Khánh cũng đẹp. Quy Khánh à? Không phải, nhưng mà anh để ý cái tên đi. Khánh mà kết hợp với lại anh thì là Kiệt, thì là Khánh Kiệt. Trời ơi. Thì đó, Khánh Kiệt hẳn có tàn mạc hơn là Kiệt Quê nữa. Thôi, cái tên này không được rồi em ơi. Giờ mới nghĩ thêm một cái tên khác đi. Bây giờ trước khi mình lên phường phải nghĩ cho ra đi. Chứ lên phường mà đặt rồi không có đổi được đâu. Có rồi. Anh đặt tên con là Hào đi. Anh Hào, mà anh tên là anh Kiệt. Cha tên Kiệt, con tên Hào. Ôi chung cho bà ơi, Hào Kiệt. Hào Kiệt. Trời ơi em ơi, em nói một cái tên các bạn xúc động tràn trề em. Tự nhiên nghe nha, cha là Lê Anh Kiệt, con là Lê Anh Hào. Ê quá em ơi. Trời ơi, tự nhiên bây giờ một cái tên nghe nó xuất sắc. Hai anh hai cha con, Hào Kiệt. Nghe giống như Tây Sơn vậy hả? Trời ơi, hôm qua em có phim Thiệu Lâm đó. Em thấy là có anh hùng Hào Kiệt cho nên em đặt là anh Hào Kiệt. Ok, chấp nhận. Qua bữa ra chơi hả? Cứu sư. Ê, cứu sư. Chạy bồng miếng. Bồng gì? Mày giữ quán anh coi chừng quán anh đi. Giờ anh chị đưa cháu đi lên phường 5kg cái khai sinh cho con. Dạ. Lê Anh Hào nha mày. Đưa đem coi cho. Đẹp không? Mày nghĩ sao mà coi con đó có mấy ẩm con có lên trên mới làm giấy tờ được chứ. Trời ơi. Ôi, ngồi em đi, em phải công nhận nha chị Hoa. Từ ngày á mã hở có cu bo á là anh lúc nào á cũng hả chị Hoa yêu thương chị Hoa. Chị Hoa nói cái gì cũng là nếu em thích. Cái nếu em muốn. Thôi. Thôi em biết rồi. Chắc là dạo này á anh cũng sợ vợ luôn rồi cái gì. Nín đi. Mày nói chuyện con nó khóc luôn phải không? Sợ vợ đi mà sợ vợ. Sách dạy á là phụ nữ có thai á. Thấy không? Mà sinh con vậy rất là dễ bị xì chết. Mình phải yêu thương chăm sóc. Cái này gọi là thương vợ chứ không phải là sợ vợ. Thôi sợ vợ thì nói là không nói nhiều lời. Đi lên phường em. Chị đi nhé. Lê Anh Hào đi chứ ba. Ai tên cho mày? Cú sử.
Giao hả? Anh chơi hả? À, dạ không có à, đi em à, anh đang anh chơi vơi, anh muốn đi tìm cái gì đó anh làm á mà. Làm gì? Đi đâu? Khai thiệt đi. À, muốn đi à, ăn hủ tiếu hay là đi săn cua bò? À, đâu có đâu. Anh định đi đi shopping, anh mua thật nhiều đồ. Anh muốn vợ của anh á phải xinh đẹp lung linh. Thôi, nghi ngờ lắm á, làm bộ á mua cho tôi á thì một bộ mà mua cho con riêng nhiều bộ đúng không? Không mà đau, không có. Cái điều điều trong bản cam kết quan trọng nhất của mình là gì? Là tại vì có một vợ, hai con, gia đình tràn đầy hạnh phúc. Alo, gia đình Tài Lệ nghe đây à. Hello, chúng tôi là công ty vận chuyển hàng nhanh như tia chớp. Xin báo rằng đơn hàng của quý khách Lương Phúc Tài đã được chuyển đến trong vòng 13 phút nữa. Gì vậy? Ai gọi vậy? Thì để anh mở loa nè. Đề nghị quý khách nhanh chóng ra cột đèn số 33 ngay hẻm Quen Que để nhận hàng. Nhanh lên. Ủa là sao? Chồng đặt hàng online đó. Bây giờ tới ngày lấy rồi, chồng đi lấy hàng á vợ nha. À vậy hả? Em đi lấy hàng phụ. Ở nhà đi, chồng đi về liền. Trời, bà này chắc ở ngoài hành tinh mới rớt xuống hay sao á. Tự nhiên tự tạo đồ khó cho mình vậy. Trùm kính mít vậy trời. Trời đất thánh thần ơi. Chị cần tôi giúp đỡ chị gì không? Không, tôi là người tốt, người lương thiện. Mà thấy chị che chắn được cực khổ quá. Tôi muốn giúp đỡ cho chị có được không? Thôi, bà muốn làm gì bà làm đi. Trời, bà này mà không nghĩ tôi là mẹ mình bắt cóc á, tôi phải người luôn á. Bà ta nói á, lòng tốt mà đặt không đúng chỗ á, trở thành bi kịch á. Mệt mỏi quá. Ôi. Khỏi kiếm, mới vô nhà rồi. Ủa gì kỳ vậy? Hả? Gì kỳ vậy ông nội? Tự nhiên rồi sao hôm nay ông đem thằng của bó ra đây tôi gặp mặt vậy? Nói nãy giờ ngoài đây mà anh đem về rồi, nắng quá đem về rồi. Trời, tại sao ông đàn ông mà ông bất lực như vậy chứ? Gì bất lực cha? Lộn, ông bất tài quá vậy. Ông ra lệnh vợ ông là phải để cô bò ở đây để tôi ra thăm con tôi chứ. Không sao, ông vô duyên quá. Mưa rồi nắng rồi mưa, thằng nhỏ ngoài đây nhỏ bệnh ai chịu? Tôi nuôi phải ông nuôi không? Mất người quá, vợ tôi nói đúng phải giờ, nghe chứ. Giờ ông nghe lời tôi, ông vô ông kêu quả đem thằng cô bò ra tôi gặp mặt. Ông giống như ông nội tôi vậy đó. Thì bây giờ tôi đây tôi phải chạy vô nhà, tôi kêu ba ông đem vào trong. Vậy sao từ đây ở ông không đi thẳng vô ông thăm rồi ông đi về? Không, bởi vì tôi thời lượng ít lắm, cho tôi đi có 13 phút thôi à. Thời lượng ít lắm, tôi đi cái ông ngồi đây cái bà ra bà nắm đầu ông về luôn. Cái này sao ông biết suy nghĩ vậy? Tôi chết rồi. Vô thăm đại vô rồi đi. Chết, tôi nhớ rồi. Có phải là hôm nay qua đội có nón rộng vành màu kem không? Rồi trùm thằng nhỏ, trùm luôn cái mặt của mình nữa, giống như là Ả Rập Xê Út vậy đúng không? Cô sao biết hay vậy? Tôi gặp ngoài đường rồi. Trời ơi. Cái hình nền nó giống rồi. Nghi rồi. Sao? Nhưng mà tôi tưởng ở quán hủ tiếu này tôi không có hỏi thăm. Ai về bây giờ mất tiêu rồi trời ơi. Là trời tôi muốn quá vậy trời ơi. Ông làm gì vậy thì giờ ông chạy vô ông thăm có sát bên ông làm cái thế ghê vậy? Ông vô kêu ra giùm tôi đi trời. Tôi không có đi, ông đừng ở tàu lao, tôi không ở không đâu. Ủa ui mà xì tài thấy quen nha. Quen gì? Lỡ ra coi. Đây lỡ ra đi. Xì tài điệp viên là không đâu có của tôi đó. Lỡ ra coi. Cái gì? Cũng bị bầm mắt như ai vậy ta? Đây là xui thôi. Xui sao kể cho nghe coi. Thì tôi với bà dẫn cô Bo đi lên trên phường làm giấy tờ khai sinh á. À. Khai tên cho nó. À. Cô Bo. À. Tức là họ tên thiệt là Lê Anh Hào. Ủa? Tên tôi là Lương Phúc Tài, phải đặt tên con tôi là Lương Phúc Hào mới đúng chứ. Cho Lương Phúc Lệ biết luôn. Ủa nó con tôi mà. Nó con tôi nó phải theo họ Lê tôi chứ. Ủa giấy tờ ông ký rồi mà giờ ông nói gì vậy? Quên, tôi cam kết với ông rồi mà tôi quên. Cái phần mà khai tên mẹ nó đó. Tôi khai sao không biết mà cuối cùng tôi quay qua cái con mắt tôi nằm ngay cái nắm đấm của vợ tôi luôn. Thôi ông nội, ăn đấm cái đạn đấm đi. Sĩ diện đó nha, tôi xây qua con mắt tôi nằm ngay trong nắm đấm của bà. Vậy tôi thật tình thôi. Thật tình sao? Tại tôi khai tên mẹ nó, tại tôi thật thà, tôi khai đúng. Khai đúng sao? Tên gì?
Hồ Thị Ly Ly. Ừ, hồ, ủa gì kỳ vậy? Hồ Thị Ly Ly là tên của bé tôi tự nhiên trong khai mẹ nó không? Thì là mẹ nhưng mà ông khai làm cái gì? Tôi quên. Gặp bà con hiền á, gặp vợ tôi á, là bà cho tím con mắt bên trái, bầm con mắt bên phải, cả hai mắt đều đen thui, y như gấu trúc vậy đó cho biết. Ủa, anh Tài. Sao hôm nay tự nhiên đi đánh lẻ một mình vậy? Không gọi hủ tiếu cặp cho ăn với chị Lệ hả? Hôm nay không ăn uyên hủ tiếu tại vì hôm nay được thả lỏng nên là đi ngao du bữa cho nó khỏe vậy đó mà. Ủa hôm nay sao cũng xì tay đeo mắt kiến vậy ta? Dạ. À nè nè, đây nè, xì tai chảnh nè, xì tai đeo kiến chảnh nè, đó, chảnh sang chuẩn nè. Ủa, mà sao anh giữ cái phong cách này từ hôm qua tới giờ luôn vậy? Còn giữ vài ngày nữa mới hết lần. Còn em sao cũng tự nhiên đeo mắt kiến vậy hả? Dạ, xì tai em nó vậy á, chứ đâu có gì đâu. Em chưa có vợ mà. Nhưng mà anh yên tâm đi, nếu như mà em mà có vợ là em thề không bao giờ sợ vợ đúng không? Thằng ông nào cũng vậy á, lúc chưa có vợ thì hùng hồn nói em không bao giờ sợ vợ. Ủa mà không sợ vợ đeo mắt kiến ngụy trang làm gì vậy? Trời ơi, cái này á là chị Hoa bắt em đeo cho có cặp, chứ thêm là anh Kiệt. Chứ thêm cái đầu mày. Anh biết sao không? Tại vì á, chị Hoa sợ hai anh em ra bán hủ tiếu nè, mà một mình anh Kiệt đeo mắt kiến thì kỳ, với lại sợ người ta biết á là anh Kiệt bị chị Hoa đánh cho bầm mắt á, cho nên là bắt em đeo. Trời, bán hủ tiếu mà cũng đeo mắt kiến uy ương nữa ha, thấy thương quá. Thôi đừng nói nữa, chết, tôi mới về liền bây giờ. Ở đây chàng rằng hồi bà Lệ đang thấy là ta nhà nát cửa. Thôi về đi. Nhưng mà dù sao tôi cũng chúc mừng Kiệt đã tham gia hội SV. Sao tôi già rồi tôi không có tham gia hội sinh viên nữa. Không phải sinh viên mà là sợ vợ. Thôi kệ, thôi về đi. Sợ vợ có gì sai? Sao có sai mà sai vợ là ăn đòn hay da. Sợ vợ có gì sai? Sao có sai mà sai vợ là u đầu ui da. Em ơi đừng có la, anh lon ton chạy quét nhà, anh đang rửa chén nè, em uống gì anh pha. Em ơi đừng khó khăn, anh luôn luôn cố gắng mà, anh là ô xin cao cấp, em mệt về nhà anh lo. Sợ vợ có gì sai? Sao có sai mà sai vợ là ăn đòn hay da. Sợ vợ có gì sai? Sao có sai mà sai vợ là u đầu. Đây anh em mày râu ơi, sợ vợ sống được lâu, sợ vợ ta mới ngầu, nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai? Vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành tinh.